Video này được tài trợ bởi shop mô hình cơ khí TNE Models, chi tiết ở phần sau của video. Xin chào, chúc mừng năm mới và rất vui vì được gặp lại các bạn trong năm Quý Mão 2023. Khi hầu hết mọi người tưởng tượng về một phong cảnh sa mạc điển hình với ánh mặt trời không ngừng nghỉ, những cồn cát gợn sóng bất tận và những ốc đảo ẩn mình, họ thường hình dung đến Sahara. Ngày nay thì Sahara là hoang mạc nóng lớn nhất thế giới và là hoang mạc lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ nhỏ hơn hai hoang mạc lạnh là lục địa Nam Cực và biển bằng Bắc Cực. Với tổng diện tích lên tới 9,2 triệu km vuông, Sahara nếu là một quốc gia sẽ chỉ xếp sau hành tinh Nga, Canada, Trị Na và Mỹ về độ rộng lớn. Tuy nhiên, Sahara không phải lúc nào cũng khô cằn như ngày nay. 11.000 năm trước, dải đất phía Bắc khô hạn của châu Phi đã từng xanh tươi và sống động, có nhiều hồ, sông, đồng cỏ và thậm chí là cả những khu rừng. Một diện mạo mà người ta thường không thể tưởng tượng ra khi nhắc đến châu Phi hay là Sahara. Theo các nhà khoa học, đâu đó từ 11.000 đến 5.000 năm trước, sau khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc, sa mạc Sahara đã biến đổi. Thảm thực vật xanh tươi mọc trên đỉnh những cồn cát và lượng mưa tăng lên đã biến những vùng trũng khô cằn thành hồ nước. 9 triệu km vuông của Bắc Phi đã chuyển sang màu xanh lá cây, thu hút các loài động vật như hà mã, linh dương, voi và bò rừng, tổ tiên hoang dã của các loài gia súc thuần hóa hiện đại đến để gặm cỏ và các loài cây bụi. Thiên đường trần gian này tồn tại trong khoảng 6.000 năm và chỉ biến mất khi một thời kỳ lạnh và ẩm đột ngột xuất hiện khoảng 5.500 năm trước. Tin vui dành cho những ai không ngại sự chờ đợi đó là một Sahara xanh có thể sẽ trở lại. Thế còn tin không vui lắm, ít nhất thì là dành cho những loài có tuổi thọ tương đối ngắn, đó là nó sẽ chỉ trở lại sau ít nhất là 10.000 năm nữa. Các nhà khoa học cho rằng thời kỳ Sahara xanh, còn gọi là thời kỳ châu Phi ẩm ướt, là một hệ quả trực tiếp của các phản ứng khí hậu gió mùa châu Phi gây ra bởi những sự biến đổi có chu kỳ trong quỹ đạo quay của trái đất quanh mặt trời. Cụ thể thì đó là sự thay đổi độ nghiêng của trục quay trái đất từ 24,1 độ về 23,5 độ. What? Sự thay đổi này nghe có vẻ nhỏ, thế nhưng đã tạo ra những sự khác biệt hết sức ghê gớm. Ngày nay, Bắc bán cầu ở gần mặt trời nhất trong những tháng mùa đông. Điều này thì nghe có vẻ phản trực giác, thế nhưng do độ nghiêng hiện tại, Bắc bán cầu bị nghiêng khỏi mặt trời trong mùa đông. Tuy nhiên, trong thời kỳ Sahara xanh, Bắc bán cầu ở gần mặt trời nhất trong mùa hè. Điều này có nghĩa là nó nhận được nhiều nhiệt hơn trong những tháng mùa hè. Nhiệt độ tăng lên trên sa mạc Sahara đã tạo ra một hệ thống áp suất thấp dẫn hơi ẩm từ Đại Tây Dương vào sa mạc cằn cỗi. Độ ẩm tăng cường này đã cải tạo sa mạc Sahara đầy cát trước đây thành thảo nguyên phủ đầy cỏ và cây bụi. Thảm thực vật phát triển thịnh vượng đã kéo theo quần thể động vật phong phú và tất nhiên là cả con người nữa. Sahara xanh đã dẫn đến sự định cư rộng rãi ở sa mạc Sahara, đồng thời có ảnh hưởng sâu sắc đến các nền văn hóa châu Phi, trong đó bao gồm sự ra đời của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Các cư dân Sahara sống bằng nghề săn bắn hái lượm và thuần hóa gia súc, bao gồm trâu, dê và cừu. Bằng chứng của một Sahara từng trù phú, nhộn nhịp và có rất nhiều nước được thể hiện rõ nét qua các địa điểm khảo cổ và các đồ tạo tác được tìm thấy trong những khu vực không thể ở được nằm sâu trong lòng Sahara hiện đại. Đó là một chiếc thuyền độc mộc 8.500 năm tuổi được tìm thấy vào năm 1987 tại làng Dufuna, bang Yobe, Nigeria. Chiếc thuyền được đục từ một thân cây duy nhất, dài khoảng 8,4 mét và rộng khoảng nửa mét. Nó có thể đã được sử dụng để đánh cá dọc theo sông Komadugu, Ghana. Kết quả giám định nhân đại bằng các quan phóng xạ cho thấy rằng chiếc thuyền được chế tạo cách đây này từ 8.000 đến 8.500 năm, biến nó trở thành chiếc thuyền lâu đời nhất từng được biết đến ở lục địa Phi và lâu đời thứ hai trên toàn thế giới, chỉ sau chiếc thuyền Pese được tìm thấy vào năm 1955 tại làng Pese, tỉnh Drenthe, Hà Lan. Lần gần đây nhất mà bạn nhìn thấy một bức tranh trẻ em châu Phi bơi lội là khi nào? Cư dân Sahara cổ đại đã làm điều đó cách đây 10.000 năm. Hang động người bơi lội, Cave of Swimmers, là tên gọi một hang động với những bức tranh trên đá cổ xưa ở cao nguyên Gib Kirby, nằm ở tỉnh New Valley, tây nam Ai Cập, gần biên giới với Libya.
Hang động và các tác phẩm nghệ thuật trên đá được phát hiện vào tháng 10 năm 1933 bởi nhà thám hiểm người Hungary Laszlo Amasi. Nó chứa các hình vẽ trên đá, bao gồm các chữ tượng hình, hình vẽ hươu cao cổ, hà mã và đặc biệt nhất là các hình vẽ người với chân và tay uốn cong giống như là đang bơi. Đó cũng chính là lý do mà địa danh này được đặt tên là hang động người bơi lội. Tương tự như vậy, trên dãy núi Akakos ở Tây Libya là hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật trên đá thời tiền sử. Các bức tranh được vẽ cách đây từ 14.000 đến 1.900 năm và phản ánh những thay đổi về văn hóa và tự nhiên trong khu vực. Có những bức tranh và chạm khắc về động vật như là hươu cao cổ, voi, đà điểu và lạc đà, nhưng cũng có người và ngựa. Con người được miêu tả trong các tình huống cuộc sống hàng ngày khác nhau, chẳng hạn như là khi tạo ra âm nhạc và nhảy múa. Trở lại với nội dung chính, các trầm tích đại dương thu được chỉ ra rằng Sahara xanh đã xảy ra lặp đi lặp lại trong hàng triệu năm. Lần tiếp theo mà trục quay của trái đất trở về với góc nghiêng 24,1 độ để Bắc Bán Cầu nhận được nhiệt lượng cực đại trong mùa hè và Sahara xanh có thể xuất hiện trên hành tinh thêm một lần nữa được dự đoán sẽ xảy ra trong khoảng 10.000 năm kể từ bây giờ. Tuy nhiên đây lại không phải là một lời cam kết chắc nịch rằng Sahara xanh chắc chắn sẽ tái xuất hiện vào năm 12.000 hay là 13.000. Nghe thì có vẻ lươn lẹo thế nhưng thực tế không hẳn vậy. Chu kỳ khí hậu tự nhiên dẫn đến Sahara xanh đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên đó là một quá khứ chưa có sự tác động mạnh mẽ của con người. Ngày lễ tình nhân sắp đến rồi mà bạn thì vẫn chưa tìm được món quà ưng ý nào cho bản thân, crush, cho người yêu, thậm chí là người yêu cũ. Cô ấy dặn là quà vừa không được đắt đỏ, lại phải thể hiện được tình cảm, công sức và khả năng của bạn. Lại còn phải thật đẹp, thật độc đáo để trưng bày trong nhà, nhìn thấy là nhớ ngay tới bạn ấy chứ. Quá khó thế nhỉ? Chưa chắc đã khó đâu bạn ơi. Các mô hình của T&E Model giải quyết mọi vấn đề của bạn. Với đủ các thể loại mô hình độc đáo, từ đồng hồ tourbillon dành cho các sếp, những chiếc hộp bí mật dành cho crush và người yêu, bộ lịch Maya treo tường mua một lần dùng 20 năm hay bộ sưu tập quân sự cho người yêu cũ. Còn gì tuyệt vời hơn khi crush xem lại video 15 giờ quay lại quá trình bạn tự tay lắp ráp chiếc đồng hồ tourbillon cho cô ấy. Nice. Kết hợp tặng quà với chém gió về đồng hồ thụy sĩ và crush sẽ thêm phần bội phục. Với bất kỳ sản phẩm nào thuộc hệ thống T&E Models, nhập code VFACT để được nhận ưu đãi tới 10%. Nhắn tin cho shop để khắc tên hoặc thông điệp bạn muốn lên sản phẩm, miễn phí. Link shop T&E Models ở phần mô tả và top comment của video này. Kể từ khi cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 bắt đầu tại Anh giữa thế kỷ 18, con người đã tác động đến khí quyển của hành tinh với một tốc độ chưa từng có tiền lệ. Tính từ năm 1750, các hoạt động của con người đã thêm vào khí quyển hơn 2.000 tỷ tấn CO2, làm tăng nồng độ CO2 trong khí quyển lên tới 50%, nghĩa là lượng CO2 bây giờ bằng 150% giá trị của nó vào năm 1750. Con số này lớn hơn những gì xảy ra một cách tự nhiên kể từ cuối kỷ băng hà cuối cùng cách đây 20.000 năm. Hiểu một cách đơn giản, việc khí nhà kính được bơm vào khí quyển quá nhiều và quá nhanh đã thêm một biến số lớn vào các phương trình khí hậu, khiến tất cả các dự báo trong tương lai xa, ở đây là hàng nghìn năm trong tương lai, trở nên không còn đáng tin cậy nữa. Đây là một hệ quả của hiệu ứng cánh bướm. Anh chị em có thể tìm xem lại với từ khóa VFACT hiệu ứng cánh bướm. Nếu như không thể trông cậy vào mẹ thiên nhiên, con người có thể tự tạo ra một Sahara xanh ngay hôm nay, miễn là chúng ta sẵn sàng trả cái giá thích đáng. Các nhà khoa học và kỹ sư đã nhiều lần đưa ra ý tưởng về một siêu dự án cải tạo Sahara thành một biển nội địa bao phủ các khu vực quan trọng của sa mạc Sahara nằm dưới mực nước biển, mang không khí ẩm, mưa và nông nghiệp vào sâu trong sa mạc. Khái niệm biển Sahara được đề xuất lần đầu tiên vào tận năm 1877 bởi doanh nhân người Scotland Donald Mackenzie. Ý tưởng của Mackenzie là đào một con kênh từ một trong những đầm phá ở phía bắc mũi Juby, bờ biển phía nam Maroc. Nước sẽ được dẫn từ Đại Tây Dương về phía nam và làm ngập một vùng đồng bằng rộng lớn có tên gọi El Jouf.
Mackenzie tin rằng vùng đất này thấp hơn mực nước biển tới 61m và sẽ tạo ra một vùng biển nội địa rộng tới 155.400 km², phù hợp cho giao thông thương mại và thậm chí là cả nông nghiệp. Ông cũng đề xuất rằng vùng biển nội địa này nếu được bổ sung thêm một con kênh có thể cung cấp lối đi tới sông Niger và các thị trường cũng như các nguồn tài nguyên phong phú của Tây Phi. Ý tưởng của Mackenzie rất hấp dẫn, ngoại trừ việc nó rất tào lao. Mackenzie chưa từng đặt chân đến những vùng đất mà ông dự định đổ nước biển vào và rõ ràng là ông không hiểu gì về chúng. Quả thực là có một số vùng đất trũng xung quanh mũi Juby, trong đó vùng trũng nhất là bãi bồi Sepkhartha ở độ sâu 55m dưới mực nước biển. Tuy nhiên, nó chỉ rộng dưới 250km² và nằm cách vùng đồng bằng mà Mackenzie dự định tạo biển khoảng 500km về phía bắc. Đó sẽ là một con kênh khá là dài đấy. Ngoài ra thì vùng đồng bằng có tên gọi El Juf mà ông dự định đổ nước vào có độ cao trung bình lên tới 320m so với mực nước biển. Ý tưởng về một vùng biển Sahara được hồi sinh vào đầu thế kỷ 20 bởi giáo sư người Pháp Edmond Etchegoyen. Khoảng năm 1910, Etchegoyen đề xuất rằng có thể tạo ra biển Sahara bằng cách xây dựng một kênh đào dài và sâu hơn kết nối đại dương với các vùng trũng của Sahara. Ông lập luận rằng một vùng biển nằm sâu trong lục địa có thể mang lại lợi thế cho quá trình thuộc địa hóa và rằng vùng biển nội địa đó có thể có diện tích bằng một nửa địa trung hải, tức là khoảng 1,25 triệu km². Đề xuất này đã được chính phủ Pháp xem xét, thế nhưng cũng bị từ chối. Nguyên nhân là do trong khi một số phần của Sahara thực sự nằm dưới mực nước biển, phần lớn Sahara lại nằm trên mực nước biển. Như một hệ quả, điều này sẽ tạo ra một vùng biển dị thường với vô số vịnh nhỏ và siêu nhỏ, có thể hình dung như vịnh Hạ Long phiên bản cát vậy. Ngoài ra thì diện tích thực tế của biển Sahara nếu như nó thực sự hoàn thành cũng sẽ nhỏ hơn đáng kể so với ước tính của vị giáo sư người Pháp. Người Mỹ thì nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn, đó là sử dụng những quả bom nguyên tử để tạo ra những con kênh lớn dẫn nước từ địa trung hải vào các hồ muối lớn ở Tunisia. El Jerid là một hồ muối lục địa lớn nằm ở miền nam Tunisia. Đây là chảo muối lớn nhất của sa mạc Sahara với diện tích bề mặt hơn 7.000 km², tức là gấp hơn 2 lần diện tích Hà Nội. Đáy chảo El Jerid nằm ở độ sâu từ 10 đến 15m dưới mực nước biển. Hồ có tổng chiều dài tổng thể là 250km, trong khi chỗ hẹp nhất chỉ là 20km. Vào mùa hè, El Jerid gần như khô cạn hoàn toàn, trong khi vào mùa đông, hồ có thể ngập nước tại một số vùng trũng. Hồ muối El Jerid cách địa trung hải chỉ hơn 20km về phía đông. Việc đào một con kênh dài 20km, sâu vài chục mét theo cách thông thường có thể sẽ mất nhiều năm. Tuy nhiên, với vũ khí nguyên tử, thời gian sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn vài ngày. Ngày 1 tháng 3 năm 1954, Mỹ cho nổ quả Castle Bravo, quả bom nhiệt hạch đầu tiên, cũng là vũ khí hạt nhân mạnh mẽ nhất mà nước này từng kích nổ. Với sức công phá quy đổi tương đương 15 triệu tấn TNT, vụ nổ để lại một hố đường kính 2.000m và sâu 76m trên đảo san hô Bikini, quần đảo Marshall. Dấu vết của hố bom này thì vẫn còn có thể được quan sát từ vệ tinh. Nghĩa là chỉ với 10 quả Castle Bravo, ta sẽ có ngay một con kênh thừa tiêu chuẩn để dẫn nước vào hồ muối El Jerid. Dĩ nhiên, đề xuất dùng hàng chục quả bom nguyên tử để tạo ra biển Sahara đã bị bác bỏ, không hẳn vì người ta lo ngại về tác động của bụi phóng xạ từ các vụ nổ có thể vượt quá lợi ích mà con biển tí hon có thể mang lại, mà chủ yếu là do chính phủ các nước sở hữu vũ khí hạt nhân đã đặt bút vào quá nhiều hiệp ước khác nhau nhằm cấm việc sử dụng vũ khí hạt nhân, trong đó có Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996, ngăn cấm tất cả các vụ nổ hạt nhân cho cả mục đích quân sự và dân dụng, cả trong lòng đất, trên mặt đất, trong khí quyển và thậm chí là cả trong không gian vũ trụ. Tuy nhiên, bạn không thể phủ nhận rằng đây là một ý tưởng cực kỳ ngầu, phải không nào? Anh chị em nhớ đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ các nội dung cực cuốn từ VFact nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.